Tri dân Ưng Hoàng Phúc hát trong đám cưới Bùi Tiến Dũng, chú rể liền có ngay màn ngẫu hứng bất ngờ. Chú rể còn có màn song ca với một nam ca sĩ khách mời để hát tặng cô dâu. Chiều ngày 10 tháng 1, lễ cưới của vợ chồng cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Khánh Linh được tổ chức tại Hà Nội. Đây là bữa tiệc thứ 3 sau 2 lần tổ chức ở Hà Tĩnh và Bắc Ninh. Đến chung vui với vợ chồng cầu thủ là đồng nghiệp, bạn bè, trong đó hai ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và Tri Dân đã hát chúc mừng trên sân khấu. Tri Dân cho biết anh nhận được lời mời tham dự lễ cưới của Bùi Tiến Dũng cách đây khá lâu. Tôi và Bùi Tiến Dũng quen biết nhau đã lâu, khi nhận được lời mời dự lễ cưới của Dũng, tôi đã bay ra Hà Nội để chúc phúc cho vợ chồng em. Tôi chúc hai em mỗi năm sinh một bé để sớm thành lập được đội bóng Tí Hon, nam ca sĩ chia sẻ. Tri Dân kể lễ cưới của đội trưởng câu lạc bộ Viettel diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng. Nhiều cầu thủ và nghệ sĩ nổi tiếng đã đến chúc mừng cho vợ chồng Bùi Tiến Dũng. Thời tiết Hà Nội hôm nay rất lạnh, khi mới bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra, tôi bị sốc nhiệt, nhưng lễ cưới diễn ra trong không gian ấm cúng. Tôi đã thể hiện một số các khúc để chúc mừng hai em, anh cho biết. Cư dân mạng còn truyền tay nhau video ghi lại cảnh Bùi Tiến Dũng song ca với Tri Dân ca khúc Làm Vợ Anh Nhé để hát tặng Khánh Linh. Ưng Hoàng Phúc nói anh và gia đình Khánh Linh, vợ của Bùi Tiến Dũng, có mối quan hệ thân thiết từ lâu. Khi nhận được thiệp mời từ đàn em, hai vợ chồng nam ca sĩ đã có mặt để chúc mừng hạnh phúc. Tôi có mặt ở hai tiệc cưới của Dũng tại Bắc Ninh ngày 8 tháng 1 và chiều ngày 10 tháng 1 tại Hà Nội. Trong lễ cưới hôm nay, tôi thể hiện hai ca khúc Giấc Mơ Một Cuộc Tình và Vì Đôi Ta Là Của Nhau với mong muốn hai em hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nam ca sĩ bày tỏ. Giọng ca sinh năm 1981 chia sẻ thêm, tôi khá bất ngờ khi tham dự lễ cưới có nhiều cầu thủ nổi tiếng. Các em đều là những chân sút mà tôi hâm mộ. Cô dâu chú rể đều hạnh phúc khi mọi người góp mặt đông đủ. Nhân đây một lần nữa tôi muốn gửi lời chúc hạnh phúc tới Tiến Dũng và Khánh Linh. Bà xã người mẫu Kim Cương đi cùng với Ưng Hoàng Phúc tới dự tiệc. Các bạn bè, đồng nghiệp tới chung vui với hạnh phúc của cặp vợ chồng Tiến Dũng, trong đó có Tri Dân, Ưng Hoàng Phúc, Quân AP và Khắc Việt. Khắc Việt cười vui vẻ khi dự tiệc, anh là một trong những người bạn thân thiết của vợ chồng cô dâu chú rể. Khánh Linh và Tiến Dũng công khai chuyện yêu trước thềm AFF Cup năm 2018. Tiến Dũng luôn dành cho Khánh Linh sự quan tâm ngọt ngào và những cử chỉ ân cần. Gia đình đôi bạn trẻ tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 6 năm 2019. 4 tháng sau, nam cầu thủ chào đón con đầu lòng, bé Sushi, tên thật là Bùi Khánh Tuệ An. Gia đình Bùi Tiến Dũng tổ chức 3 tiệc cưới ở Hà Tĩnh hôm 2 tháng 1, 8 tháng 1 tại Bắc Ninh và 10 tháng 1 tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội.